Chương 1, trở về năm 4 tuổi. Edit, Thanh Thanh Beta, xên mùa hè năm 1996, gió to thổi ngã trúc non, một đám trẻ con năm 6 tuổi sôi nổi mở to hai mắt nhìn mưa đá trên bầu trời. "Đây là kem. Ăn được đấy." Bọn nhỏ hoan hô một tiếng, sôi nổi dùng tay nhỏ đón mưa đá. Cô giáo tiểu Triệu vội vàng thay quần cho một cậu bé ở trong góc, ánh mắt cậu bé tĩnh mịch, nhìn nước tiểu trên xe lăn và trên quần mình, không nói gì. Vừa thấy mấy đứa trẻ không biết gì mà nhặt mưa đá ăn cô tiểu triệu sợ nguy hiểm đến tính mạng bọn trẻ cũng không quan tâm mới cởi được một nửa quần cho cậu bé tóc đen chạy nhanh dẫn bọn trẻ vào bên trong trong phòng học chỉ còn lại bốn bé trai và một cô bé bị sốt đang ngủ ở phía trước trong số những bé trai đó có một cậu bé bụ bẫm tên trần hổ người giống như tên khỏe mạnh kháo khỉnh thân hình to hơn những đứa trẻ khác một vòng trần hổ liếc mắt vốn dĩ đang nhìn mưa đá chưa từng thấy bên ngoài ai ngờ đi tới gần lại ngửi thấy mùi lạ cậu nhóc giật giật mũi quay đầu lại Bùi Xuyên ngồi trên xe lăn đang đè quần của mình lại. Đáng tiếc, dưới đầu gối trống không, ngay cả mượn lực cũng không làm được. Sau một lúc lâu chỉ có thể miễn cưỡng kéo quần lên, che đi nơi xấu hổ. Trần Hổ nhìn nước tiểu dưới đất, dùng ngữ khí bén nhọn không thể tưởng tượng nói, mọi người mau nhìn kìa. Bùi Xuyên tiểu ra quần. Trên đất toàn là nước tiểu. Mấy cậu bé trong phòng sôi nổi quay đầu lại, che miệng. Cậu ta thật bẩn. Vừa nãy tớ thấy cô giáo thay quần cho cậu ta, cậu ta còn mặc cái quần đó, mau xem cậu ta còn tiểu ở đó, eo. Khuôn mặt thon gầy tái nhợt của bùi xuyên ửng đỏ. Cậu bé cắn môi, đột nhiên túm lấy bức tranh che lại nơi bị ướt. Cậu bé phát run, ánh mắt nhìn về phía cô giáo bên ngoài. Cô tiểu triệu ôm đứa trẻ cuối cùng đi vào, trách bọn nhỏ, đó là mưa đá, không được ăn biết chưa. Lát nữa cô sẽ gọi điện thoại để cha mẹ đến đón các em. Sợ bọn nhỏ không nghe lời, sụ mặt nói, đứa trẻ ăn mưa đá không thể cao được nha lời vừa nói ra mấy đứa trẻ lập tức tái mặt hốc mắt tràn đầy nước mắt oa oa khóc lớn cô ơi có phải sau này em không cao được nữa không cô tiểu triệu nói đương nhiên không phải đêm nay trở về ăn nhiều cơm một chút sẽ không sao bọn nhỏ ngây ngô nghe vậy nín khóc mỉm cười nhưng mà ngây thơ có đôi khi cũng tàn nhẫn nhất một đứa bé mập mạp dùng ngón tay chỉ vào bùi xuyên cô triệu bùi xuyên tiểu ra quần vừa nói xong cô tiểu triệu mới nhớ tới đứa bé trong góc quần mới thay được một nửa nhưng đứa bé mập mạp kia nói to tất cả mọi người trong lớp đều nghe thấy bùi xuyên phát run nước mắt từng giọt từng hạt rơi xuống cậu không cố ý không cố ý trong lúc nhất thời tiếng nghị luận non nớt vang lên không ngừng tớ ba tuổi đã không tiểu ra quần rồi mẹ nói tiểu ra quần là đứa trẻ bẩn bùi xuyên không có chân cậu ta còn tiểu ra quần chúng ta không chơi với cậu ta nữa chơi cùng cậu ta cũng sẽ tiểu ra quần âm thanh ríu rít đánh thức cô bé bị sốt ở đằng trước hai má ửng hồng lông mi dài run rẩy đôi mắt mờ mịt hơi nước dần mở ra cuồng phong gào thét thổi qua hai cái bím tóc như sừng dê của cô bé bối dao chỉ độ chớp chớp mắt hô hấp nóng rực thân thể non nớt này không có chút sức lực nào cô nhớ rõ ràng mình đã chết sao lại cô rũ mắt ngồi dậy nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn đầy thịt của mình đằng sau có rất nhiều người gọi tên bùi xuyên hô hấp bối dao cứng lại không thể tưởng tượng quay đầu lại hình ảnh của nhiều năm trước đã phai mờ bỗng nhiên hiện lên Năm nay cô Tiểu Triệu mới 26 tuổi, mang theo sự ôn nhu của một giáo viên mẫu giáo. Mà bọn trẻ đang dồn ánh mắt nhìn vào đứa bé co lại ở trong góc, lộ ra ánh mắt chán ghét. Xuyên thấu qua đám người, bối giao chỉ có thể nhìn thấy bánh xe lăn, còn có thân hình cứng đờ của cậu bé. Cậu bé cắn răng ngẩng đầu, đôi mắt to nhìn những đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện kia. Giây tiếp theo an tĩnh rũ xuống, trong mắt mang theo nước mắt nhìn quần của mình. Bùi, bùi xuyên. Tuy rằng chỉ liếc mắt một cái, nhưng bối giao vô cùng xác định, đây là Bùi Xuyên khi còn nhỏ. Đứa trẻ 5 tuổi, bởi vì chân mới bị chặt đứt không thể khống chế phản ứng sinh lý, tiểu ra quần trong lớp học, hình ảnh này nhạt dần trong trí nhớ của mọi người. Thay thế vào đó là 18 năm sau, thiên tài cao thủ máy tính điên cuồng lại lạnh nhạt. Đối với rất nhiều người mà nói Bùi Xuyên là ác ma tàn nhẫn vô tình, điên cuồng nghiên cứu những phần mềm nguy hiểm với xã hội. Mà ác ma Bùi Xuyên bây giờ chỉ là một đứa trẻ không có chân yếu ớt. Bối giao một cô bé nói, về sau chúng ta không chơi với cậu ta nữa. Bối giao lúc này chưa 4 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất lớp. Bối giao không nhớ lúc trước mình trả lời như thế nào, tóm lại là cô đồng ý, ở lớp học mà tiểu ra quần. Đối với những đứa trẻ chưa hiểu chuyện mà nói, là một việc cực kỳ xấu hổ. Huống chi đứa bé kia rất đáng sợ, cẳng chân dưới đầu gối bị người ta chặt đứt, nửa dưới quần trống không, bọn nhỏ không sợ hãi mới lạ. Trong phòng học hỗn loạn, phụ huynh cũng vội vàng tới đón con. Cô Triệu đẩy xe lăn rời đi, quan tâm đến lòng tự trọng của cậu bé. Bèn nhanh chóng tới VKC thay quần cho Bùi Xuyên, sau đó tổ chức cho bọn trẻ về nhà. Bối giao vô lực nhìn Bùi Xuyên bị đẩy đi, giọng nói vì bị ốm mà giống tiếng mèo con. Mong manh, Bùi Xuyên, không ai nghe thấy, cũng không có người quay đầu lại. Cô đột nhiên nhớ tới Bùi Xuyên năm 23 tuổi, mặt không biểu tình ngồi trên xe lăn, cứng rắn nói bảo vệ cô cả đời. Tiểu bối giao ngây người, khe khẽ thở dài, ghé vào trên bàn, phải chăng là do đời trước anh trả giá quá nhiều đời này để cô trả lại anh sao bùi xuyên đừng buồn ngày mai các bạn đều quên hết cô có bánh quy em ăn một cái nhé bùi xuyên thấp giọng nói muốn về nhà vậy chờ mẹ em tới được không đầu ngón tay bùi xuyên tái nhợt cúi đầu không nói năm nay điện thoại di động còn chưa phổ biến một ít người quan trọng mới có phần lớn đều là người có thân phận địa vị cô tiểu triệu không có được mẹ bùi xuyên là bác sĩ khoa ngoại có đôi khi phải phẫu thuật đến đêm khuya cha là đội trưởng đội hình cảnh, địa vị không đơn giản, công việc cũng bận rộn. Công việc của hai người đều không thể làm qua loa, ngẫu nhiên sẽ nhờ hàng xóm đón cậu về. Ví dụ như cha mẹ bối giao, hoặc là Trần Hổ, Phương Mẫn Quân, thuận tiện sẽ đón cậu về. Các phụ huynh lục tục tới trường học, cô Tiểu Triệu phải quản lý đám trẻ. Hôm nay một cô giáo xin nghỉ, một mình cô Triệu gánh hết mọi việc, cho nên lo không xuể. Cô Tiểu Triệu đẩy Bùi Xuyên đã thay quần về phòng học, lấy xếp gỗ ra để cậu chơi. Bùi xuyên cúi đầu, vẫn không cử động. Bối giao dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Cả một đời người, nếu được làm lại một lần, bối giao muốn làm chuyện gì nhất? Đương nhiên là rời xa hóc húc khốn nạn, hiếu kính cha mẹ cả đời, hoàn. Toàn không có quan hệ với bùi xuyên. Tiền đề là, bùi xuyên không để lại nét bút rực rỡ trong cuộc sống của cô trước khi cô chết. Tình cảm của cô với bùi xuyên rất phức tạp. Mưa đá chút xuống, càng lúc càng lớn. Thỉnh thoảng có vài vị phụ huynh đi tới oán giận. Ai ra thời tiết quái quỷ này, buổi sáng nắng to mà buổi chiều đã mưa đá rồi. Sau đó người có xe đạp thì đạp xe, không có xe thì cõng con chạy. Bọn nhỏ vẫy vẫy tay, chào cô Triệu, tạm biệt tiểu vĩ, tạm biệt lệ lệ. Mẹ bối giao là Triệu Chi Lan cũng nhanh chóng cầm ô bước tới. Năm 1996 Triệu Chi Lan còn trẻ, khóe mắt không có nếp nhăn, áo ngắn tay màu xanh, tràn đầy sức sống. Ánh mắt bối giao rời khỏi người bùi xuyên nhìn triệu chi lan hấp tấp chạy tới đôi mắt một chút đã ướt đẫm triệu chi lan bế cô lên ai ra con gái khóc cái gì mà khóc bị mưa đã làm cho sợ hãi rồi bối dao lắc đầu ghé vào trên lưng mẹ có chút nghẹn ngào trên đời này cha mẹ là người tốt nhất với con cái đây là đạo lý bao nhiêu người biết lại không hiểu được được rồi mau cầm ô mẹ cõng con đặt ô lên vai mẹ là được triệu chi lan chào cô tiểu triệu xong cõng con gái mình rời đi bối giao vươn tay nhỏ đỡ ô, suy nghĩ một lúc lâu, quay đầu lại. Bùi xuyên ngồi trong góc không nhìn cô. Cha Trần Hổ là người đến đón sớm nhất, cậu bé cưỡi ở trên vai cha mình, diễu võ dương oai lại đắc ý. Bà của Phương Mẫn quân đeo tạp dề, cũng nắm tay cháu gái về nhà. Sau đó là mẹ bối giao, bối giao theo ánh mắt bùi xuyên nhìn qua, đôi mắt cậu dừng ở một vệt nước trên mặt đất. Đây là cô tiểu triệu không kịp xử lý để lại một chút nước tiểu cô nhớ tới nụ hôn lạnh lẽo lại ôn nhu của Bùi Xuyên 18 năm sau, lại nhìn Bùi Xuyên, trong lòng dâng lên một cỗ đau đớn nhàn nhạt, nhạt, Nhân vật lớn ghê gớm sau này thế nhưng khi còn nhỏ lại yếu ớt, cô độc đến vậy. Bối dao giật giật ngón tay, muốn quay lại nhìn Bùi Xuyên, Triệu Chi Lan đã cõng cô đi xa. Bùi Xuyên ngước mắt, đôi mắt đen nhánh rừng ở bóng dáng cô bé được mẹ cõng đi xa. Bọn họ càng đi càng xa, cuối cùng biến mất không thấy. Trên đầu là tiếng mưa đá rơi lùng bùng, náo nhiệt như pháo hoa, bối giao không có sức lực, không thể nói nên lời, bị sốt ngất đi. Trong phòng học cuối cùng chỉ còn một cậu bé với đôi mắt đen nhánh, ngồi trên xe lăn. Nhà trẻ cách nhà không xa, nhưng cách chỗ làm của Triệu Chi Lan rất xa. Triệu Chi Lan chạy nhanh, 10 phút đã cõng bối giao về nhà. Cô phát sốt nên đã ngủ. Buổi tối mơ mơ màng màng tỉnh lại, Triệu Chi Lan dùng rượu lau người cho cô, bất đắc dĩ thở dài. Sao tự dưng lại sốt? Bị sốt cũng không biết nói cho cô giáo biết, có phải bị sốt đến ngu luôn rồi không? Lúc này Bối Lập Tài cũng từ bên ngoài vào thăm con gái, vừa nãy bối giao sốt cao như vậy hai vợ chồng đều hoảng hốt. Cũng may hàng xóm là bác sĩ mở tiệm thuốc nhỏ, tới khám thử rồi đưa thuốc, bằng không với thời tiết như này cũng không thể đưa tới bệnh viện. Năm 1996 trong nhà chỉ có một mình bối giao, em trai bối quân còn chưa sinh ra, hai vợ chồng lần đầu tiên làm cha mẹ, cũng chăm sóc rất chu đáo. Bối Lập Tài sờ sờ gương mặt mềm mại của con gái mình, đỡ hơn rồi, không nóng nữa. Ngày mai không đi nhà trẻ sáng mai em đi nói với cô Tiểu Triệu một tiếng là được. Bối giao nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên nghe cha mẹ nhắc tới Bùi Xuyên. Triệu Chi Lan, hôm nay không ai đến đón thằng bé, em thấy bây giờ Quyên Nhi cũng chưa tan tầm, Bùi Hạo Bân cũng chưa về nhà. Đứa bé nhỏ như vậy, nửa đời sau lại bị hủy, ai rét, cha mẹ nhỏ. Giọng thở dài, cô chìm vào giấc mộng. Bối giao nhớ tới bộ dáng của người đàn ông lạnh nhạt kia nhiều năm sau, lúc anh ngã khỏi xe lăn mà ôm mình. Bọn họ đều nói anh là ác ma. Cô cũng hơi sợ bộ dáng trầm mặc ít lời của anh, nhưng bây giờ Ác Ma vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tới sáng, Bối Dao mới mở to mắt, cô đã hạ sốt. Triệu Chi Lan đang nấu bữa sáng, Bối Dao mở cửa phòng. Bối lập tài đi vào phòng bếp, anh vừa xin nghỉ với cô tiểu Triệu, nhưng cô ấy lại nói. Bối Dao nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của cha xuyên qua phòng khách cũ kỹ. Cả đêm qua không ai đón Bùi Xuyên về nhà. Bối Dao giật mình. Đêm qua nhiệt độ giảm mạnh, mùa hè mà cũng thấy lạnh mà Bùi Xuyên không chờ được bất kỳ người nào trên thế giới này đến đón mình. Chương 2, con thú bị bao vây. Edit, Thanh Thanh Beta, xin năng lực hồi phục của trẻ con không tồi, lúc ăn cơm sáng bối giao cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Triệu Chi Lan báo với nhà xưởng xin nghỉ một ngày, ở nhà chăm sóc bối giao. Bà làm việc ở một xưởng may, công việc hàng ngày là ngồi trước máy may may quần áo, một tháng tiền lương được 430 đồng, coi như đãi ngộ không tồi. Bữa sáng là một bát cháo, một bát đồ chua, Cả nhà chỉ có bát của Bối Dao là có thêm quả trứng gà mập mạp. Ngoài hiên truyền đến tiếng xuống cầu thang, sau đó tiếng nói bén nhọn của một người phụ nữ vang lên, "Triệu Chi Lan." Triệu Chi Lan cao giọng trả lời, "Hôm nay không đi làm, tôi xin nghỉ, cô đi đi." Người phụ nữ nói thầm nói, "Không nói sớm." Sau đó lắc mông rời đi. Bối Dao ngẩng đầu nhìn mẹ, quả nhiên mặt mẹ trầm xuống. Người phụ nữ kia là Triệu Tú, trước kia ở cùng thôn với Triệu Chi Lan, nhắc đến cũng thật trùng hợp sau đó hai người đều gả đến thành phố c làm hàng xóm của nhau cùng làm việc ở xưởng may qua hai năm họ cùng nhau mang thai cùng sinh con gái mọi người liền không khỏi lấy triệu tú cùng triệu chi lan so sánh với nhau chỉ là triệu chi lan lại không bằng triệu tú chồng của triệu chi lan cũng chính là cha bối giao làm việc trong lò gạch công việc gian khổ tiền lương còn không cao chồng của triệu tú là thầy dạy toán ở tiểu học được mọi người tôn kính công việc còn có thể diện nhưng nếu chỉ như vậy thì Triệu Chi Lan cũng không quá so đo, chủ yếu là hai đứa con gái cũng bị đem ra so sánh. Con gái của Triệu Tú là Phương Mẫn Quân, lớn hơn bối giao nửa tháng. Phương Mẫn Quân sinh ra phấn nộn đáng yêu, không mượt mà giống bạn bè cùng lứa tuổi, mà là thanh tú đoan chính, giống tiểu ngọc nữ. Ai thấy đều nói đứa nhỏ này lớn lên sẽ xinh đẹp. Ngược lại, bối giao thành người bị lép vế. Bối giao 4 tuổi gương mặt tròn tròn, đôi mắt rất lớn. Nhưng khi còn nhỏ bối giao ăn nhiều, trên đầu lại có hai bím tóc, cả người tròn tròn ngốc manh. Triệu Tú mỗi lần thấy tiểu bối giao đều che miệng cười, giao giao ăn cái gì vậy? Thịt ở tay nhỏ còn nhiều hơn mẫn mẫn nhà cô cả một vòng. Bên ngoài thì khích lệ, bên trong lại trào phúng. Bởi vì triệu chi lan béo, triệu tú ám chỉ là do di chuyển. Bối giao thấy sắc mặt mẹ không tốt, khe khẽ thở dài. Hoàn cảnh gia đình nhà cô rất bình thường, cũng không được may mắn như người ta. Cô nhớ nhà phương mẫn quân dọn đi khi học cấp 2, họ mua nhà mới, nhà mới được 2 năm lại phá bỏ và di rời, vì thế họ được bồi thường hai căn nhà. Nhà của Phương Mẫn Quân càng ngày càng tốt lên, ngược lại nhà bối giao cho em trai của mẹ bối giao vay tiền, vẫn nghèo như cũ. Chỉ là sau này bối giao hoàn toàn thay đổi chờ đến năm lớp 10, Phương Mẫn Quân dậy thì thất bại, tiểu ngọc nữ, trở thành người có tướng khắc nghiệt. Mà bối giao, lại như kén phá vỏ đi ra, trổ mã làm mọi người kinh ngạc, trở thành hoa khôi của trường. Nhưng bối giao cũng không có cách nào để an ủi mẹ rằng, sau này sẽ trở nên xinh đẹp, chỉ sợ nói ra triệu chi lan, cũng chỉ cho rằng đó là lời nói linh tinh của trẻ con. Bối giao tối hôm qua mê mê hoặc hoặc suy nghĩ cả một đêm, việc trọng sinh này quá mơ hồ. Cô cảm kích việc có thể quay lại để thay đổi mọi thứ, bởi vậy sẽ làm cô bé 4 tuổi ngoan ngoãn, ở bên cạnh cha mẹ, chăm sóc họ khi về già, cho dù đời này không gả, cũng sẽ không làm cha mẹ đã có tuổi còn đau buồn vì cô. Cô ngoan ngoãn ăn xong cơm, triệu chi lan lo miệng cho cô, bối giao cất giọng non nớt nói, mẹ, con muốn đi nhà. Trẻ. Triệu Chi Lan cười nói, bình thường đuổi con cũng đều không ra khỏi cửa, hôm nay bị bệnh không cần phải đi. Bối dao bị bệnh, tiếng nói mềm như bông, con muốn đi. Đôi mắt cầu xin, đầy nước mắt. Triệu Chi Lan mềm lòng, sờ sờ chán cô, vậy buổi chiều lại đi. Bối giao nhớ tới buổi sáng cha nói, bùi xuyên cả đêm không có ai đến đón, có chút bất an. Nhưng mà đứa trẻ 4 tuổi thì không làm được gì, chỉ có thể nghe Triệu Chi Lan nói, Tới buổi chiều, bối giao thuận lợi được đưa đi nhà trẻ. Ở ngoài cửa nhà trẻ Thường Thanh, có mấy cái cây lớn, sờ vào sẽ có mùi hôi, mà trong vườn có trồng mấy cành hoa mai, vừa đến mùa đông đã tỏa hương thơm ngát. Năm 1996 thiết bị của nhà trẻ còn đơn sơ, không có cầu trượt, chỉ có tấm ván gỗ làm hai cái cầu bập bênh lẻ loi ở trong sân. Mùa hè thời tiết thay đổi thất thường, mặt trời vừa ló ra, mưa đã làm ướt nhẹp bập bênh, bọn trẻ tạm thời cũng không thể dùng cô tiểu triệu đang tổ chức cho bọn trẻ chơi trò chơi cô tiểu ngô cuối tuần mới có thể tới cô triệu có một mình nên vội đến mức chân không chạm đất khi triệu chi lan đặt tay của bối dao vào tay cô tiểu triệu bối dao nhìn vào trong phòng học bọn nhỏ đang chơi ném giải lụa tất cả mọi người đều vỗ tay ca hát chỉ có một người không bùi xuyên quay đầu lại đối diện với ánh mắt của bối dao trong mắt cậu trống rỗng cái gì cũng không có cậu cũng chỉ nhìn cô một chút rồi lại quay đầu đi không hề nhìn cô Bùi Xuyên cũng được an trí ở giữa bọn nhỏ, nhưng bởi vì không có hai chân, nên đã trở thành đứa trẻ khác biệt nhất nhà trẻ. Cô Tiểu Triệu thương cậu, bọn nhỏ sợ hãi và chán ghét cậu, sự tồn tại mâu thuẫn như vậy, cậu tự hồ trở thành gánh nặng của nhà trẻ. Bởi vậy Bùi Xuyên cùng mọi người không hợp nhau. Đám trẻ cất giọng non nớt hát, cô Tiểu Triệu cười đặt bối dao ở giữa bọn nhỏ. Đối diện bối dao chính là Bùi Xuyên. Ném đi ném đi, ném khăn lụa, nhẹ nhàng mà ném ở sau lưng, mọi người không được nói nhanh lên nhanh lên bắt được nhanh lên nhanh lên bắt được khăn tay rơi xuống ở phía sau trần hổ cậu bé mập mạp vẫn chưa phản ứng lại chờ các bạn nhỏ đều ha ha cười nhìn mình trần hổ mới đột nhiên quay đầu thấy phía sau mình chính là khăn tay màu xanh cả người trần hổ giống như viên thịt viên nhảy lên đi bắt người kết quả đứa bé phía trước đã sớm về tới vị trí của mình trần hổ buồn bực trở thành người ném khăn lụa tiếp theo hát một bài hát thiếu nhi thay cho hình phạt sau đó tiếp tục trò chơi đám trẻ 4 năm tuổi vây thành một vòng tròn, vỗ tay, ném đi ném đi, ném khăn lụa, ở giữa tiếng hát non nớt của bọn trẻ, cậu bé mập mạp đảo trong mắt, nhìn về phía bùi xuyên trên xe lăn. Bối dao trong lòng nhảy dựng, đời trước ngày này cô không có tới nhà trẻ, nhưng từ ngày hôm sau, bùi xuyên không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa, thậm chí từ chối tới nhà trẻ, hoàn toàn biến thành một người trầm mặc ít lời. Vậy anh đã trải qua cái gì? Bài hát tiếp tục vang lên, Trần Hổ cầm khăn tay lụa ném ở phía sau Bùi Xuyên. Mà lúc này cô Tiểu Triệu mang theo một bạn nhỏ bị đau bụng đi tới WC. Cả phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, dù còn nhỏ nhưng bọn trẻ cũng đủ mẫn cảm mà biết, Bùi Xuyên không có chân, cậu không thể bắt được bất ai cả. Bùi Xuyên quay đầu lại, rũ mắt nhìn khăn tay phía sau mình. Trần Hồ là một cái mặt quỷ đầy đắc ý với cậu, bọn nhỏ bị dáng vẻ của Trần Hồ chọc cho đến mức cười khanh khách lên. Tiểu Bùi Xuyên cắn răng, một, tay đỡ xe lăn, một mặt nỗ lực cong lưng xuống. Trần Hồ chỉ vào cậu cười ha ha, tim bối dao đập nhanh, đừng nhặt, đừng đi nhặt, tiếng ve ngày hè vang lên từng hồi. Bùi xuyên cắn chặt môi, cố hết sức nhặt khăn tay lụa nhặt lên. Con người cậu vừa đen vừa trầm, như là vực sâu không đáy. Trong tiếng cười của bọn trẻ, cánh tay gầy yếu bắt đầu dùng sức đẩy xe lăn về phía trước. Đáng tiếc lúc này chân cậu mới bị chặt đứt, cũng chưa quen sử dụng xe lăn. Mà mỗi lần xe lăn di chuyển thì cứ như là ốc sen bò. Tiếng kêu kinh ngạc của bọn nhỏ càng thúc giục cậu tiến về phía trước cậu không nhìn ai cả khăn tay màu xanh đặt ở trên đôi chân khuyết tật đuổi theo trần hổ ở phía trước tiếng hô liên tiếp vang lên trần hổ cố ý chạy thật chậm ôm bụng cười bùi xuyên đẩy lệch hướng cậu khống chế không được phương hướng của xe lăn cũng không hiểu dùng sức như thế nào vào mùa hè năm cậu năm tuổi này cậu giống như một con thú bị bao vây vừa táo bạo vừa tuyệt vọng điều khiển xe lăn đuổi theo bạn quật cường không chịu thua những đứa trẻ không hiểu chuyện đều đang cười cậu Đôi mắt hàm chứa nước mắt, giống như đang cố muốn bắt lấy thứ gì đó. Vì thế một lần lại một lần điều khiển xe lăn. Bối Dao ngơ ngác mở to mắt nhìn anh. Càng lớn thì con người ta sẽ càng quên nhiều chuyện lúc nhỏ. Trong trí nhớ của cô, Bùi Xuyên là chàng trai không có chân, chỉ vậy không hơn. Cuộc sống cô chưa từng có bóng dáng của anh, nếu không phải anh trở thành ác ma, còn từng dùng khuôn mặt vô cảm nói bảo vệ cô, có khả năng cho đến khi trọng sinh thì cả đời cô cũng sẽ không chú ý anh. Anh là ác ma trong mắt mọi người nhưng là ân nhân của bối giao. Coi cô như bảo bối, thích thầm cô cả đời. Cô ý thức được chính mình cần phải làm cái gì đó. Chờ tới lúc Trần Hổ chạy tới chỗ mình, bối giao vụng về mà xoay người ôm lấy chân của Trần Hổ. Trần Hổ kêu lên, bối giao cậu buông tay ra, cậu làm cái gì thế? Cậu bé mập mạp đấm ngực dừng chân, muốn đem bối giao bỏ ra. Cô bé 4 tuổi thân thể không có sức lực, mà cậu bé mập mạp giống như một con trâu, gấp đến độ đấm đá lung tung, bối giao sắp không ôm được cậu ta nữa rồi bối dao chớp mắt, giống như khối kẹo mạch nha, nửa quỳ dạp trên mặt đất, ôm chặt chân cậu bé mập mạp không cho cậu ta đi. Cậu bé mập mạp 5 tuổi, dù có khỏe đến đâu cũng không thể dắt theo tiểu kẹo mạch nha, chạy lung tung. Nhà trẻ lập tức trở nên ồn ào. Tháng 7 mùa hè nóng bức, bối dao chỉ mặc một cái quần đùi màu xanh lá cây dài đến đầu gối, cẳng chân lộ ra bị ma sát với mặt đất mà đỏ lên. Trẻ con da thịt mỏng manh, đôi mắt ngây thơ không màng bất cứ thứ gì, cả người như là đang quỳ rạp trên mặt đất, bởi vì còn phát sốt, giọng của bối giao có hơi khàn, không được đi. Trần Hổ tránh không được, sắp điên mất, cuối cùng oa một tiếng khóc. Bối giao ngây ngốc, cô mở mịt ngước mắt nhìn cậu bé mập mạp đang gào khóc, lại quay đầu đi nhìn Bùi Xuyên cách đó không xa. Sao, sao anh còn không tới bắt người? Cô làm tiểu Trần Hổ khóc rồi, làm sao bây giờ? Bùi Xuyên cầm cái khăn tay màu xanh rũ mắt nhìn cô, đúng lúc cô ngước mắt lên, một đôi mắt to phản chiếu ánh nắng mùa hè hết sức rực rỡ, không biết làm sao lại mờ mịt mà nhìn anh. Trần Hổ oa oa khóc lớn, thanh âm cao vút, giống như là gà trống bị nhổ lông, khóc chảy cả nước mũi. Bùi Xuyên nhìn đôi mắt cô ướt đẫm, còn có Trần Hổ đang bị cô ôm chân. Cậu mấp máy môi, ném khăn lụa xuống mặt đất, không hề nhìn bọn. Họ lấy một cái, cố hết sức đẩy xe lăn ra cửa. Khăn tay dừng ở trước mặt bối dao, cô còn đang nằm bò trên mặt đất, duy trì tư thế ôm chân Trần Hổ, không biết có nên buông tay hay không. Trần Hổ khóc rất to, khiến cho bọn trẻ cũng khóc theo. Cô tiểu Triệu vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng này, cô chạy nhanh tiến đến bế tiểu bối giao lên xem. Bùi Xuyên đã đẩy xe tới cạnh cửa rồi. Bên trong truyền đến tiếng cô tiểu Triệu mắng tiểu mập mạp. Cậu nhìn cửa, đã là buổi chiều ngày hôm sau rồi mà cha và mẹ vẫn chưa chưa đến. Phía sau ồn ào. Bùi Xuyên không quay đầu lại lần nào. Cậu tuy rằng không nói chuyện, nhưng cậu biết rất nhiều việc. Ví dụ như người được yêu thích nhất nhà trẻ chính là Trần Hổ cùng Phương Mẫn Quân bởi vì Trần Hổ biết bày trò, biết dắt theo đám trẻ con còn lại đi chơi, còn Phương Mẫn Quân thì xinh đẹp, ăn mặc cũng rất tinh xảo. Lại ví dụ như, cô bé vừa nhìn mình bằng đôi mắt sáng lấp lánh, là cô bé nhỏ tuổi nhất nhà trẻ, đầu tháng này mới được đưa tới nhà trẻ, cùng ở trung tiểu khu với nhà mình. Hay khóc, mềm mại, dễ ốm. Bọn họ đều gọi cô bé đó là Giao Giao. Tác giả có lời muốn nói, Chi Chi, tôi nói cho cậu một bí mật. Bùi xuyên lạnh nhạt dương mắt Chi Chi, tiểu tiểu thanh, sau này giao giao sẽ là cô bé xinh đẹp nhất nhà trẻ Bùi Xuyên. Chương 3, Tâm Can Edit, Thanh Thanh Beta Bi Sên Cô Tiểu Triệu vất vả lắm mới dỗ được Trần Hổ, quay đầu lại nhìn thì thấy bối giao, mở to đôi mắt lúng liếng nhìn cô và cậu bé mập mạp. Cô Tiểu Triệu ngồi xổm xuống kiểm tra chân bối giao, chân bị đỏ một mảng lớn, thậm chí còn hơi sức ra. Cô bé không khóc không làm ồn, an tĩnh hiểu chuyện. Rõ ràng lúc mới tới nhà trẻ hồi đầu tháng, cô bé này vẫn rất hay khóc, thấy bối giao không khóc, cô tiểu triệu thở phào một hơi. Cô không hy vọng mấy đứa bé này có thể nói chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần không khóc là được. Cô tiểu triệu vừa đi thì đôi mắt khóc đến đỏ bừng của Trần Hồ liếc bối giao. Sau đó cậu bé mập mạp hừ một tiếng rời đi. Buổi chiều, lúc bọn nhỏ đang gấp giấy, thì bùi xuyên ngồi ở cửa, không đi tới đây. Cô tiểu triệu đẩy xe lăn giúp cậu, cậu mím chặt môi nắm chặt cánh cửa. Cô tiểu triệu sợ ngón tay cậu bị thương, đành phải từ bỏ. Bối giao biết anh đang nhìn gì, cha mẹ anh đến bây giờ vẫn chưa tới đón anh cô nhớ lúc còn học tiểu học chú bùi và dì tưởng văn quyên ly hôn bùi xuyên ở với cha nhưng khi đó cô không chú ý tới anh nên không nhớ là năm nào bối giao cứ ngây ngốc như thế cả một buổi chiều cô thực sự không phải là trẻ con đương nhiên không cảm thấy hứng thú với mấy trò chơi này hơn nữa cô còn đang sốt sốt cao khiến cô mơ hồ không có tinh thần nếu thật sự phải lớn lên với ký ức và linh hồn của người trưởng thành thì thực sự rất khó chịu Giờ tan học, các phụ huynh lại lần lượt tới đón con mình. Cha Trần Hổ vẫn tới đầu tiên, cậu bé mập mạp đắc ý đứng lên, khi đi ngang qua bối dao còn liếc xéo bối dao một cái. Nhưng cậu ta còn ghét Bùi Xuyên hơn, lúc ra ngoài còn nói to với Bùi Xuyên, cha cậu sẽ không tới đón cậu đâu. Bùi Xuyên ngước mắt, đôi mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn Trần Hổ. Ngón tay tái nhợt yên lặng nắm chặt xe lăn. Cậu bé mập mạp chạy nhanh như chớp. Bối dao tức điên. Thằng nhóc nghịch ngợm. Mẹ bối dao tan làm hơi muộn, cho nên ngày thường phương mẫn quân đều được bà đón. Cuối cùng chỉ còn bối giao, bùi xuyên và cô tiểu triệu ở phòng học. Cô tiểu triệu quét rác bọn nhỏ để lại, bối giao nhìn bóng dáng bùi xuyên, đôi chân ngắn chạy qua. Ánh hoàng hôn rơi xuống sân vườn, bàn tay mũ mĩm cầm một chiếc máy bay giấy, nhẹ nhàng đặt trên đùi cậu. Xe lăn của bùi xuyên không cao, nhưng ngồi trên đó lại cao hơn cô bé 4 tuổi một chút. Bùi xuyên nhìn cô, cô cười, mắt hạnh cong cong, giọng nói non nớt mềm như bông cho cậu này tớ tên là bối giao nhà của hai chúng ta gần nhau chúng ta cùng nhau về nhà nhé bùi xuyên lạnh mặt đột nhiên ném máy bay giấy đi tránh ra không cần cậu thế mà cô lại hiểu suy nghĩ trong mắt anh nhưng tiểu bùi xuyên quên mất đó là một chiếc máy bay giấy gió thổi máy bay giấy bay lên lập tức bay thật xa dừng ở dưới cây hoa mai trong sân bối giao nhìn máy bay giấy rồi lại quay đầu nhìn anh ngay sau đó đôi chân ngắn bước đi nhặt nó cô chạy về đặt máy bay giấy lên chân anh ánh sáng trong mắt vẫn không biến mất trong lòng bùi xuyên dường như có lửa giận mặc dù không biết vì sao sau đó cậu lại ném máy bay giấy đi cô lại tiếp tục chạy đi nhặt mỗi lần nhặt về đều phủi sạch bụi bám bên trên cẩn thận đặt lên chân anh ngửa đầu cười với anh cho đến lần thứ sáu cô thật cẩn thận đặt nó lên chân anh mặt anh không biểu tình xé nát nó mái tóc bối ra mềm mại trên đầu là hai bím tóc bùi xuyên cho rằng chắc chắn cô sẽ khóc giống như Trần Hồ vậy, khóc kinh thiên động địa. Sau đó mách cô giáo, tất cả mấy đứa trẻ ở đây đều không thích anh, trước khi chân bị chặt đứt anh trầm mặc ít nói, không có bạn bè. Mọi người đều cảm thấy anh quái gở khó ở chung. Bối ra biết, những người đã chịu tổn thương thì bề ngoài giống như một con nhím, nhưng nội tâm vẫn rất mềm mại. Cô dùng ngữ khí ngây thơ của trẻ con 4 tuổi hỏi anh, nếu cậu không chơi, vậy chúng ta về nhà nhé. Mẹ tớ cũng không tới đón tớ. Chúng ta tự đi về được không? anh không nói gì nhưng khi bối dao duỗi tay chạm vào xe lăn của anh thì anh lập tức giơ tay đánh vào mu bàn tay của cô anh ra tay không nể tình chút nào bóp một tiếng giòn tan mu bàn tay mềm mại của cô lập tức đỏ bừng bối dao rụt tay lại theo bản năng cô cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ của mình bùi xuyên cũng đang nhìn bàn tay bị mình đánh kia bàn tay của cô vừa trắng vừa mềm lại còn mũm mĩm trên tay còn có mấy nốt giống hình hoa mai bối dao khi còn nhỏ rất sợ đau lúc tiêm có thể sợ tới mức cả người phát run Tay Bùi Xuyên to hơn tay cô, khi đánh xuống không nể năng gì, đau hơn dự đoán nhiều. Bối Giao thở dài trong lòng, thật sự không dễ ở chung. Cô còn muốn nói chuyện, nhưng Triệu Chi Lan đã tới đứng ở bên ngoài nhà trẻ. Bối Giao nhẹ nhàng nhíu mày, Triệu Chi Lan đi tới bế Bối Giao lên, rồi chào cô tiểu Triệu. Khi đi ngang qua Bùi Xuyên, mẹ Bối cũng mềm lòng. Bùi Xuyên, gì Triệu dẫn cháu về nhà nhé? Bùi Xuyên cúi đầu, ngón tay bám chặt vào cánh cửa. Cô tiểu Triệu xấu hổ cười nói mẹ bối giao chị về trước đi triệu chi lan đành phải ôm bối giao đi về mẹ bối ôm cơ thể mềm mại của con gái nhẹ nhàng thở dài ai z hai vợ chồng kia tạo nghiệt gì mà tính cách của thằng bé lại trở nên như vậy chờ bọn họ đi xa cô tiểu triệu mới cười sờ đầu bùi xuyên bùi xuyên vẫn không nhúc nhích cô tiểu triệu nhìn theo ánh mắt anh mới phát hiện anh đang nhìn theo hai mẹ con đang đi xa triệu chi lan hái một bông hoa vàng nho nhỏ cắm lên bím tóc trên đầu bối dao, cô bé được bế cười vui vẻ Mắt cong thành hình trăng non, ngây thơ vui vẻ và đáng yêu. Ánh mắt Bùi Xuyên dừng trên người Bối Dao. Thật lâu sau anh mở lòng bàn tay ra, trong đó là mảnh vụn của máy bay giấy, anh yên lặng thả tay xuống. Mảnh giấy bay đi theo gió. Anh biết cô lừa anh, mẹ cô sẽ đón cô về nhà mà. Sau bữa cơm tối, Bối Dao kéo cửa sổ phòng ngủ ra, nhân lúc Triệu Chi Lan rửa bát, cô cố hết sức dẫm lên ghế nhìn sang phía đối diện. Tầng 4 đối diện sáng đèn. Đó là nhà của Bùi Xuyên, nhà anh có người vậy là anh hẳn là đã được đón về nhà. Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ở chung một tiểu khu, nhà bối giao ở tầng 3, nhà bùi xuyên ở tầng 4. Cha mẹ của bối giao cho cô ngủ riêng từ lâu rồi, cô có phòng ngủ riêng. Từ nhà cô nhìn qua, có thể nhìn thấy nhà bùi xuyên. Nửa đêm hôm ấy khi ngủ cô lại phát sốt, triệu chi lăn ngủ ở bên cạnh cô, thấy cả người cô đều nóng rừng rực. Bà ghé sát vào còn không biết bối giao đang nói cái gì, khụt khịt nước mắt làm ướt gối đầu. Triệu Chi Lan bị dọa sợ tỉnh cả ngủ, chạy nhanh lấy cồn hạ nhiệt độ cho cô. Lúc bối giao tỉnh dậy đã là hừng đông, chán nóng rực, điều khiến cô sợ hãi hơn chính là ký ức của cô bắt đầu mơ hồ. Giống như là cô đang nhìn thế giới qua tấm kính trong suốt, mà dần dần, tấm kính như bị che đi, mờ đi, làm người ta không thấy rõ ràng. Cô mê mang nhớ rõ mình chết năm 22 tuổi, bị chết rất chi là máu chó, mà hiện tại, những ký ức khắc cốt ghi tâm kia cứ như bị một tầng xương mù che kín, dường như cơ thể bốn tuổi. Này đang bài xích những ký ức đó. Khi Triệu Chi Lan vừa ra ngoài, thì bối giao gian nan xuống giường, lấy vở và bút chì của mình ra. Bối giao, năm 2010, gả cho hoác húc, kết hôn xong mới biết hắn có người mình thích. Còn bối giao là lá chắn để hắn đối phó với gia tộc, để bảo vệ người hắn yêu. Hoác húc là hậu duệ của quân nhân và thương nhân, hắn có tiền có thế. Hoác húc không hề chạm vào cô, đến khi cô biết ý nghĩa tồn tại của mình, Cô muốn rời khỏi đó, hoác húc lại không cho phép. Bối giao dùng góc độ của người đứng xem viết xuống một đoạn lời nói như vậy, viết xong đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng cô biết mình còn phải tiếp tục. Năm 2012, bối giao tìm cách để thấy được người mà hoác húc thích, nhưng mà trong nháy mắt, hoác húc đã đuổi cô về, tát cô lần đầu tiên. Triệu Chi Lan và bối lập tài đều rất đau lòng, mặc dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng còn phải bôn ba khắp nơi tìm người giúp đỡ vì chuyện của cô. Cuối cùng bối lập tài gặp tai nạn, trở thành người thực vật, Bối Giao vừa nhớ lại hồi ức, nước mắt vừa rơi xuống. Bối Giao kiên định tiếp tục viết. Triệu Chi Lan cuối cùng đi cầu xin một người đàn ông cứu Bối Giao ra. Người kia chính là Bùi Xuyên, là ác ma trong mắt mọi người trên thế giới, bởi vì anh viết phần mềm gây hại cho xã hội. Anh trầm mặc ít lời, nhưng đã bảo vệ Bối Giao trong suốt hai năm. Cuối cùng ngày cô chết, Bùi Xuyên nói cho cô biết, em là tâm can cả đời anh không dám yêu. Năm 2014, Bối Giao chết đầy uất ức, trở thành bia đỡ đạn cho người phụ nữ kia. Bước chân của Triệu Chi Lan tới gần, bối giao không viết tiếp được, cuối cùng chỉ có thể nói qua loa với bản thân mình trong tương lai, phải đối xử tốt với Bùi Xuyên. Đến khi viết xong chữ Xuyên, cô nhanh tay cất quyển vở vào trong ngăn kéo. Triệu Chi Lan đẩy cửa ra, trừng mắt nói với cô, đã phát sốt thế này còn chạy linh tinh cái gì đấy? Bối giao lau khô nước mắt, ngoan ngoãn nằm lên giường. Cô không biết ký ức sẽ dừng lại ở ngày nào, một người sống với ký ức đời trước đúng là không bình thường. Có thể sống lại một lần đã là ân huệ rồi. Mẹ, mẹ hát cho con nghe một bài đi." Triệu Chi Lan cười mắng, không nghe lời còn muốn nghe hát. Nhưng vẫn thương con gái mình, bà nghĩ một lúc rồi hát với giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng gõ tỉnh tâm hồn đang ngủ say chậm rãi mở ra đôi mắt của con nhìn thế giới bận rộn có phải bạn vẫn cô độc, mà chạy quanh không ngừng gió xuân không hiểu phong tình gợi lên tâm tình thiếu niên. Đây là album phát hành năm 1985, nhiều năm rồi bối giao chưa từng nghe lại ca khúc ôn oh nhu quen thuộc này. Cô loáng thoáng nhớ lại, bài hát này tên là Ngày mai sẽ tốt hơn. Trong tiếng hát của Triệu Chi Lan, cô nặng nề ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ bối giao suy nghĩ, Bùi Xuyên hôm nay có đi nhà trẻ không? Đời trước bởi vì chuyện ngày hôm qua nên anh từ chối đi nhà trẻ, hơn nữa còn không hề mở miệng nói chuyện. Vậy hôm nay thì sao? Hôm nay mặt trời lên cao, bọn nhỏ trong nhà trẻ đang xem con bướm trắng đậu ở bụi cỏ. Xung quanh phương mẫn quân có vài đứa trẻ, tất cả đều muốn bắt được con bướm xinh đẹp kia. Trần Hổ chạy tới hỏi, Phương Mẫn Quân, cậu có muốn chơi trốn tình không? phương mẫn quân quay đầu lại đó là một gương mặt được gọi là tiểu ngọc nữ bởi vì hơi giống khuôn mặt của người nổi tiếng điều này khiến cho triệu tú mẹ của phương mẫn quân cực kỳ kiêu ngạo gương mặt phương mẫn quân không bụ bẫm nhiều thịt giống các bạn cùng tuổi khuôn mặt gầy gầy có chút tinh xảo thanh tú cô bé nói được nhưng mà tớ không làm người đi tìm đâu trần hồ đồng ý ngay lập tức sau đó chọn một cậu nhóc trong đám làm người đi tìm cậu nhóc chu miệng bất mãn nhưng không thể không đồng ý tiếng hoan hô vang lên, bọn nhỏ sôi nổi đi trốn. Bọn trẻ chơi rất vui vẻ, trong một góc, Bùi Xuyên lạnh lùng nhìn. Trong tiếng hoan hô của đám trẻ, cậu nhìn về vị trí trống không của cô. Cậu đi học mà cô không có tới. Chương 4, cậu không bẩn. Edit, Thanh Thanh Beta Bi Sen bối giao ốm tới tháng 8 mới khỏi hẳn, cơ thể 4 tuổi vô cùng bài xích ký ức đời trước, bối giao nhớ ra cái gì thì sẽ viết vào trong vở. Sau đó giấu trong khe hở giữa đầu giường và tủ, Triệu Chi Lan sẽ không dọn dẹp chỗ này, đến đầu tháng 8, thời điểm nóng nhất của mùa hè. Cuối cùng ký ức của bối giao cũng ổn định lại, ký ức của cô dừng lại ở năm lớp 3, đây là cực hạn của thân thể mềm mại này. Cô mơ hồ biết mình trọng sinh, cũng biết nhất định phải đối tốt với Bùi Xuyên, nhưng để nói vì sao, thì cô lại không nói nên lời. Trình độ lớp 3, nhưng khi cô mở vở ra đọc lại không hiểu. Biết được một phần chữ cái, nhưng cũng có nhiều chữ cô không biết nội tâm khẩn trương khiến cô nhanh chóng gấp lại. Trong khoảng thời gian bối giao bị ốm, Triệu Chi Lan và Bối Lập Tài rất lo lắng. Bối Lập Tài hút thuốc nói, chờ đến sinh nhật 4 tuổi của Giao Giao thì đốt pháo đỏ để xua đuổi những thứ không may mắn đi. Triệu Chi Lan cũng đồng ý, những năm này tỷ lệ trẻ em chết khá cao, Bối Giao là đứa bé đầu tiên của hai vợ chồng, năm ấy vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên bà Bối Giao không thích cô, nhưng hai vợ chồng lại rất yêu thương đứa con gái này. Bối Giao khỏi bệnh, đương nhiên lại được đưa tới nhà trẻ. Bây giờ cô dùng đôi mắt của một đứa bé học lớp 3 nhìn thế giới như vậy tốt hơn trước rất nhiều, không hề nóng nảy, trong ánh mắt có sự tò mò và khao khát với thế giới bên ngoài. Hoa mùa hè nở rộ trên con đường đi tới nhà trẻ. Bối dao nhìn chằm chằm vào hoa sen trong hồ nước, còn đòi Triệu Chi Lan hái cho mình một bông. Triệu Chi Lan đau đầu, tiểu khu của bọn họ chưa xây xong, có nhà còn đang phá bỏ và di rời đi. Hoa sen này là do người khác trồng. Triệu Chi Lan dọa cô, đây là của nhà người khác, bị bắt gặp sẽ bị chú cảnh sát nhốt lại đấy. Bối dao mở to đôi mắt trong sáng nói, chúng ta mua. Được rồi, được rồi. Triệu Chi Lan nhìn xung quanh, hỏi chủ nhân của hồ sen là ai. Sau đó dùng mua một bông sen có đài sen với năm hào. Triệu Chi Lan lấy một cành cây để kéo bông sen lại, ngắt lên cho cô. Bối dao biết năm hào là số tiền không nhỏ, lì xì năm mới của cô cũng chỉ có một đồng thôi. Triệu Chi Lan thương cô mới khỏi ốm nên mới bỏ tiền ra mua cho cô đóa hoa này. Bối dao nho nhỏ. Triệu Chi Lan sót năm hào nên cố gắng hái hoa dài hơn một chút. Bối Dao ôm thật cẩn thận, bông hoa che gần hết khuôn mặt cô. Tới nhà trẻ thì thấy cô Tiểu Ngô đã đi làm lại, cô Tiểu Ngô dịu dàng hơn cô Tiểu Triệu một chút, cô mới xin nghỉ nửa tháng để kết hôn. Cô Tiểu Ngô hơi béo, lúc cười lên cũng có chút vui mừng của cô gái mới kết hôn, cô vui vẻ nói, hoa của Dao Dao thật là đẹp, tới chơi với các bạn nào. Cô Tiểu Ngô nắm tay cô đi vào trong lớp. Cô Tiểu Triệu đang chia bánh quy có nhân cho bọn trẻ. Một tháng chỉ được ăn bánh quy có nhân một lần, những ngày bình thường chỉ được ăn bánh quy không có nhân. Bọn nhỏ cũng rất mong chờ ngày được ăn bánh quy có nhân. Bối dao ôm hoa nhìn xung quanh, đám trẻ ngồi đầy cả bàn tròn. Mỗi đứa bé được chia bánh quy đều quý trọng liếm nó một cái sau đó, cắn một miếng thật nhỏ. Một miếng bánh quy nhỏ như vậy có thể ăn đến 10 phút. Cô nhìn một cái đã thấy mùi xuyên. Trước mặt cậu có một cái bánh quy, cậu đặt ở trên bàn không chạm vào. Giống như đó không phải là bánh quy mà đứa nhỏ nào cũng thích mà là than là củi bối dao ngây thơ lờ mờ ý thức được hình như cậu gầy hơn mấy hôm trước một chút cậu bé gầy yếu mặc quần áo mùa hè màu xanh bên dưới ống quần trống không cậu bé nhìn cây xanh ngoài sân trong mắt đen nhánh bối dao ôm hoa đi vào cậu cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ hướng đồng đồng giống như con hamster nhỏ đang ngậm bánh quy vừa thấy bối dao tới thì mắt sáng lên dao dao hoa của cậu thật đẹp bối dao gật đầu mắt hạnh của cô cong cong, đồng đồng. Hướng đồng đồng là bạn ở nhà trẻ, sau này cũng là bạn cùng lớp tiểu học của cô. Tớ có thể hái một cánh hoa không? Được nha. Bối giao vươn bàn tay mũ mĩm của mình, cẩn thận hái một cánh hoa bên ngoài đưa cho cô bé. Hướng đồng đồng ngửi cánh hoa, thơm quá. Bối giao biết mình nên tốt với Bùi Xuyên, nhưng vì còn nhỏ tuổi, nên tâm trí cũng không kiên định. Bông hoa này vốn định tặng cho Bùi Xuyên, bây giờ lại tiếc nó, nhìn rồi lại nhìn, sau đó quyết định khi nào mình và hướng đồng đồng ngắm đủ thì sẽ tặng cho bùi xuyên khi hai người đang nói chuyện một bàn tay béo mập duỗi tới cầm lấy bánh quy trước mặt bùi xuyên bùi xuyên bỗng nhiên quay đầu lại mặt không biểu tình nhìn chằm chằm trần hổ trần hổ nuốt nước bọt giơ nắm đấm lên thế nào cậu không đánh lại tớ đâu dù sao bùi xuyên cũng không ăn cho cậu ta ăn thì sao chứ hơn nữa lần nào bánh quy của bùi xuyên cũng vào bụng cậu ta cũng chẳng thấy có chuyện gì Cậu ta nghĩ như vậy, nhân lúc cô giáo không để ý thì nhanh chóng liếm bánh quy. Thấy Bùi Xuyên còn đang lạnh lùng nhìn mình, Trần Hồ vừa chột dạ vừa tức giận. Khuôn mặt Phương Mẫn Quân có vài phần kiêu ngạo không hợp tuổi, bánh quy của cậu ta bẩn, "Trần Hồ, cậu đừng ăn." Trần Hồ càng không kiềm được. Cậu ta ném cái bánh quy bị gặm một miếng tới trước mặt Bùi Xuyên, cũng định không ăn nữa. Mẫn Mẫn nói đúng, Bùi Xuyên tiểu ra quần, bánh quy của cậu ta chắc chắn cũng bẩn. Bánh quy có nhân không ném chuẩn, Cuối cùng cọ qua bàn, dừng lại bên cạnh xe lăn của Bùi Xuyên. Bàn tay tái nhợt của Bùi Xuyên bỗng nhiên nắm chặt xe lăn, đi về phía Trần Hổ, sau đó cậu túm chặt cổ áo Trần Hổ, kéo cậu ta về phía mình. Trần Hổ ngẩn người, người câm, cậu làm gì đấy? Từ khi chân của Bùi Xuyên bị chặt đứt, cậu không bao giờ nói chuyện với bọn nhỏ. Ban đầu bọn nhỏ còn gọi cậu là Bùi Xuyên, bây giờ bọn chúng gọi là người câm luôn. Cơ thể Trần Hổ chắc nịch, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đẩy Bùi Xuyên một cái cậu bé gầy yếu bị trần hổ đẩy lùi về phía sau đôi mắt bùi xuyên đen nhánh chứa đầy sự cô đơn cậu giữ chặt cánh tay trần hổ rồi cắn oa a à, đau đến nỗi làm trần hổ lập tức khóc thành tiếng cô tiểu ngô là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này cô chạy nhanh tới định kéo hai đứa nhỏ ra nhà trẻ náo loạn hết cả lên bối dao ôm hoa lập tức nhìn thấy ánh mắt của bùi xuyên cậu cắn cánh tay trần hổ trên chán đầy mồ hôi ánh mắt nhìn cô xuyên qua những đứa bé trong lớp bối dao nhìn qua, cậu lại nhắm mắt lại, nhưng cũng không chịu há miệng ra, giống như muốn cắn đứt một miếng thịt của cậu bé mập mạp. Trần Hổ vừa đánh vào đầu cậu vừa khóc. Bùi Xuyên như một người máy không cảm thấy đau đớn, dây tiếp theo cắn càng mạnh hơn. Cô Tiểu Ngô không kéo ra được, đành phải bóp mạnh hàm dưới đang cắn chặt của Bùi Xuyên, "Bùi Xuyên, nhả ra." Bọn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều bị dọa cho ngơ ngác. Khóe miệng Bùi Xuyên chảy máu, nhưng không biết là máu của ai. Cô tiểu Ngô nóng nảy, trời ạ, à, cô bóp cả một đứa trẻ mạnh như vậy cũng không thể làm bé nhà ra. Cô tiểu Triệu vội vàng đi vào, thấy hình ảnh này thì trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Cô dịu dàng sờ đầu Bùi Xuyên, Tiểu Xuyên, nhà ra được không? Có cô ở đây mà, cô cô ở đây mà. Bùi Xuyên mở mắt, ngơ ngẩn há miệng ra. Cô tiểu Ngô nhanh chóng lấy cánh tay Trần Hổ ra, trên cánh tay Trần Hổ có một dấu răng rất sâu, chảy cả máu. Hai người liếc nhau, sắc mặt trắng bệch cô tiểu ngô bế trần hổ lên dỗ dành cô tiểu triệu nhanh chóng gọi phụ huynh đến ngày tháng 8, trần hổ khóc đến mức nước mũi chảy lung tung bọn nhỏ sợ hãi không dám đứng gần bùi xuyên hướng đồng đồng sắp khóc đến nơi cậu ta thật đáng sợ còn cắn người nữa bối dao ôm hoa sen cao bằng người phát hiện không ai quan tâm bùi xuyên bùi xuyên lo máu bên khóe miệng im lặng nhìn bánh quy bị dẫm nát dưới mặt đất trần hồ khóc đến nỗi thở hổn hển cô ơi đi mau đi được được cô bế em ra ngoài sắc mặt phương mẫn quân tái nhợt vừa nãy lúc bùi xuyên và trần hổ đánh nhau cô bé ở ngay bên cạnh cô bé cố nhịn không dám khóc bởi vì mẹ nói người nổi tiếng kia là người đẹp lạnh lùng vậy nên làm tiểu ngọc nữ cô không thể khóc lúc này cô bé cũng không ngồi bên cạnh bùi xuyên nữa chạy thẳng ra bên ngoài bối giao nhìn giáo viên dỗ trần hổ ánh mắt sáng lên đôi chân ngắn nhỏ lạch bạch đi đến trước mặt bùi xuyên sau đó đặt hoa sen vào trong ngực cậu tặng cho cậu cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa thì thấy cô ngô bế trần hổ, vỗ lưng cho cậu bé, không đau không đau. Bối dao lại quay đầu lại, ngửa đầu nhìn cậu bé ngồi trên xe lăn, chiều cao khiến cô chỉ có thể vỗ lên cánh tay cậu, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng dỗ dành, không đau không đau. Khóe môi cậu còn vết máu chưa lau hết, trên người lại đặt một bông hoa sen to. Mùi hương thanh nhã của hoa sen cùng với mùi sữa trên người cô bao phủ xung quanh cậu. Bàn tay nhỏ đầy thịt mềm mại nhẹ nhàng vỗ về giống như một con chuồn chuồn của mùa hè khẽ khàng đậu xuống. Đầu khi nãy bị Trần hồ đánh vẫn rất đau. Cậu rũ mắt nhìn cô, thấy mắt hạnh của cô như có một hồ nước trong suốt trong đó, khẽ nói, không đau, ánh mặt trời sáng lạn trói mắt, khiến người ta thấy chua sót. Cậu đặt đóa hoa sen lên trên bàn, hất bàn tay nhỏ của cô ra, đẩy xe lăn đi ra chỗ khác. Bối dao chán nản nhìn bóng dáng gầy yếu của cậu, sau đó đi về phía hướng đồng đồng. Chóp mũi hướng đồng đồng đỏ bừng, giữ chặt tay bối dao muốn kéo cô ra bên ngoài đứa trẻ chơi thân với trần hổ nhất trong lớp là lý đạt lúc này lý đạt hét to một tiếng bùi xuyên là con chó nhỏ lập tức có mấy đứa bé đồng ý gật đầu bối dao quay đầu lại bóng dáng cô đơn kia vẫn không nhúc nhích mẹ tớ nói ai cắn người thì là con chó nhỏ dao dao chúng ta không chơi với cậu ta bối dao có đôi mắt to lông mi cũng rất cong lúc chớp mắt thì khiến người ta muốn sờ đầu cô Cô nghiêm túc lắc đầu, cậu ấy không phải con chó nhỏ. Cô lớn tiếng nói cho hướng đồng đồng và mọi người nghe, cậu ấy tên là Bùi Xuyên, mẹ tớ nói, Xuyên là con sông, con sống rất sạch sẽ. Bùi Xuyên rũ mắt, tiếng nói của cô non nớt thanh thúy, giống như chuông gió vậy. Chân cậu bị chặt đứt, rất nhiều người ngại cậu bẩn. Mọi người trong nhà trẻ đều nhớ chuyện lần trước cậu tiểu ra quần. Thật ra cậu không hề bẩn, cậu đã có thể tự mặc quần áo từ lâu rồi. Đi về kép xe xong cậu cũng chăm chỉ rửa tay ba lần, Bùi Xuyên thậm chí còn thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều, bây giờ cậu cũng đã biết làm toán, nhưng mà bị chặt đứt chân lại trở nên bẩn thỉu. Khi cha đặt tên cho bé, lấy nghĩa hải nạp bách xuyên, nghĩa là trăm sông đổ về một biển. Tuy cậu không hiểu nó có ý gì, nhưng lại biết đây là cái tên hay. Nhưng cái tên hay, bây giờ cũng bởi vì hai chân bị chặt đứt mà nhiễm bẩn, không có linh hồn. Phụ huynh Trần Hổ tới trước, cả cha mẹ đều tới. Bọn nhỏ đều quen cha Trần Hổ, ông ta là một người lưng hùm vai gấu đôi mắt ông chừng to như cái trung đồng chỉ vào bùi xuyên nói thằng nhóc mất dạy nếu tiểu hổ nhà tao có chuyện gì ông đây sẽ đánh chết mày trần hổ vừa nghe thấy thế thì khóc đến kinh thiền động địa cực kỳ tội nghiệp mẹ trần hổ cũng trừng mắt với bùi xuyên định bế con tới bệnh viện khám cô tiểu ngô xấu hổ đứng một bên xin lỗi xin lỗi là do chúng tôi không trông chừng hai cháu tốt hai anh chị mang tiểu hổ đi khám trước đi hai vợ chồng lúc này mới bế con mình đi qua nửa tiếng, mẹ Bùi Xuyên là Tưởng Văn Quyên tới. Khuôn mặt bà thanh tú, tóc búi ở sau đầu, sạch sẽ lưu loát. Đây là một người phụ nữ có ngoại hình vô cùng dịu dàng. Bùi Xuyên hơi giống mẹ nên khuôn mặt tuấn tú, lại giống cha ba phần nên thêm vài phần thâm trầm. Trên đường tới Tưởng Văn Quyên đã nghe cô tiểu Triệu nói qua, bà trầm mặc đi tới cười với Bùi Xuyên, sau đó sờ đầu cậu. Bối Giao Tinh Ý thấy, ánh mắt cậu sáng lên, giống như đất trời vào xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc từng điểm sáng nhỏ xuất hiện làm ánh mắt cậu trở nên rực rỡ, sinh động. Mẹ bùi đẩy xe lăn ra ngoài, bối giao nghe thấy cậu nhẹ nhàng lên tiếng mẹ. Cậu có thể nói chuyện, chẳng qua chỉ ít nói mà thôi. Trong lòng cậu có một cắn cân, giới hạn rõ ràng. Cô chớp mắt, ghé vào cạnh cửa, đôi mắt trông mong nhìn bóng dáng hai người. Khi nào bùi xuyên mới bằng lòng nói chuyện với cô nhỉ? Tác giả có lời muốn nói, giai đoạn thơ ấu hẳn là không dài. Rốt cuộc chi chi tương đối am hiểu viết tâm lý thiếu niên thiếu nữ, luyến ai ha ha ha, cho nên mau chóng trưởng thành đi. Đúng rồi, xuyên tính cách là bệnh kiều, cũng không phải cái loại trẻ con nén giận. Hắn thông minh sớm, trong lòng cái gì đều rõ ràng. Bệnh kiều, đây là từ được mấy bạn Trung Quốc dịch từ INE, của Nhật qua. INE là từ chỉ tính cách của những nhân vật rất yếu đuối, nhút nhát, dễ xấu hổ, thẹn thùng. Khi yêu họ rất trung thủy, họ có thể làm bất kỳ cái gì cho người họ yêu đến mức thái quá. Họ có máu ghen và sự chiếm hữu rất cao, Thường thì các nhân vật INE có tâm lý không bình thường. Từ gian là một phần của từ Ianderu, có nghĩa là bệnh. Theo định nghĩa của ba IK thì bệnh kiều là kiểu tinh thần tật bệnh, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần, hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác vân vân. Thôi, nói chung là giải thích theo khoa học nó dài lắm hãy hiểu đơn giản là ai mắc cái bệnh này thì ý muốn độc chiếm và giữ lấy siêu cấp lớn. Chương 5, đừng cắn cô. Edit, Thanh Thanh Beta Bi Sen tưởng Văn Quyên đưa Bùi Xuyên về nhà, rửa mặt cho cậu, rồi lấy nước để cậu súc miệng. Bùi Xuyên vẫn luôn im lặng, tưởng Văn Quyên nhìn khuôn mặt thanh tú tái nhợt của con mình, sờ mái tóc đen của cậu, vì sao Tiểu Xuyên lại cắn Trần Hổ. Bùi Xuyên rũ mắt nói, cậu ta cướp bánh quy của con. Tưởng Văn Quyên nhíu mày. Bà biết Bùi Xuyên đang nói dối, gia đình bọn họ cũng được xem như là nhà giàu có nhất tiểu khu này cái loại bánh quy có nhân đó nhà người khác không có nhưng nhà bọn họ không chỉ có bánh quy mà còn có chocolate bùi xuyên không thể nào đánh nhau vì một cái bánh quy mặc dù con trai không nói nhưng ánh mắt mẹ bùi vẫn dừng trên chân bùi xuyên trong mắt có sự buồn bã kỳ thật tưởng văn quyên cũng biết nguyên nhân chắc chắn là bởi vì chân bà dịu dàng ôm cậu bé một cái sau đó cười nói mẹ đi nấu cơm một lát là có thể ăn cơm Tiểu Xuyên có muốn ăn gì không? Bùi Xuyên lắc đầu, mắt đen an tĩnh hiểu chuyện nhìn bóng dáng bận rộn của tưởng Văn Quyên. Bùi Hạo Bân trạng vạng mới về nhà, gần đây ông phải truy nã tội phạm nguy hiểm, thường xuyên phải bận đến đêm khuya. Sau khi ông trở về, bầu không khí trong nhà bỗng nhiên an tĩnh lại. Nhà Bùi Xuyên có một chiếc tivi màu, đặt ở phòng khách vào năm 1996. Nó cũng được xem như thứ hiếm, không phải nhà nào cũng có. Tưởng Văn Quyên đang xem chương trình âm nhạc cùng với Bùi Xuyên bà không quay đầu lại bùi hạo bân nói trước anh đã về ông nhìn dáng vẻ mệt mỏi của vợ mình rồi sờ đầu con trai bùi xuyên ngửa đầu nhìn cha trong đôi mắt ngây thơ không có chút căm ghét nào trong lòng bùi hạo bân có chút đau xót khó phát hiện tưởng văn quyên oán giận bùi hạo bân làm liên lụy bùi xuyên hai người lâu lâu lại cãi nhau khoảng thời gian trước có một đêm hai người đều bận tưởng văn quyên phải mổ chính cho một ca cấp cứu bùi hạo bân cũng phải tăng ca bọn họ đều cho rằng người kia sẽ đón bùi xuyên Kết quả trở về nhà mới biết cả hai người đều không đi, đêm đó Tưởng Văn Quyên điên cuồng khóc cả đêm. Mặc dù Tưởng Văn Quyên và Bùi Hạo Bân kết hôn là do mai mối, nhưng sau khi kết hôn cũng rất ngọt ngào, đặc biệt là sau khi Bùi xuyên ra đời, hạnh phúc dường như lên đến đỉnh điểm. Nhưng sau khi Bùi xuyên bị chặt đứt chân, Tưởng Văn Quyên không thể kìm nén được nỗi oán hận Bùi Hạo Bân. Bà hận chồng mình bởi vì công việc mà để kẻ thù hại con trai mình, để con trai mình mới 4 tuổi đã bị kẻ thù chặt đứt hai chân. Lúc ấy nhìn thấy Bùi Xuyên cả người đầy máu, bà mất hết can đảm, trái tim cũng tan nát. Bùi Hạo Bân phát hiện phòng bếp không có cơm để lại cho mình, ông dừng một chút, tự nấu một bát mì ăn cho xong. Ăn xong lại tới nói chuyện với Bùi Xuyên một lát, hỏi cái gì thì cậu trả lời cái đó, cực kỳ ngoan ngoãn. Tưởng Văn Quyên lạnh lùng nhìn, tới 9 giờ tối, bà lo mặt cho Bùi Xuyên, nhắc cậu đi ngủ sớm. Cậu kéo tay áo mẹ, "Mẹ." Cậu ngẩng đầu, "Con muốn tắm rửa." hôm nay trời không nóng con cũng không hoạt động nhiều người không bẩn ngày mai tắm sau bùi xuyên mấp máy môi con muốn tắm rửa cậu không nói nguyên nhân cậu cắn trần hổ cho tưởng văn quyên tưởng văn quyên nhíu mày cuối cùng vẫn đi đun nước bà cởi quần áo cho bùi xuyên đặt cậu bé gầy yếu vào bồn gỗ bùi xuyên ngước đôi mắt đen nhìn phần chân xấu xí bị cụt của mình không nói gì tưởng văn quyên cũng thấy đây là nỗi đau khó có thể chấp nhận trong lòng nhưng không thể để con trai nhỏ tự mình tắm rửa bà kiên nhẫn tắm cho cậu rồi lau khô người sau đó đưa cậu đi ngủ trước khi ngủ tưởng văn quyên vẫn dặn dò muốn đi vệ sinh thì không được nhịn phải nói với cô giáo và mẹ biết chưa biết rồi ạ à? anh nhẹ giọng nói mẹ mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe đi tưởng văn quyên cười đồng ý bên ngoài có người gõ cửa bác sĩ tưởng bác sĩ tưởng có nhà không bùi xuyên nhìn mẹ vội vàng đi ra ngoài không quay lại cậu không được nghe chuyện cổ tích bình tĩnh rời ánh mắt nhìn sang bên tường Trước kia cha mẹ hay vạch phấn lên nơi đó để đo chiều cao của cậu. Trước kia mỗi khi lớn thêm một tuổi, cha mẹ đều vui vẻ hạnh phúc đo cho cậu một lần. Sau đó Bùi Hạo Bân vừa khóc vừa xóa nó đi, chỉ để lại vài dấu vết mờ mờ. Bùi Xuyên mở to mắt nhìn, một lúc sau mới nhắm mắt lại. Cậu hiểu, cậu sẽ không bao giờ cao được như cha. Mùng 3 tháng 8 là sinh nhật của Phương Mẫn Quân, cô tiểu Triệu và cả lớp hát chúc mừng sinh nhật cho cô bé. Bối Dao ngồi trong đám người vừa vỗ tay vừa ca hát, nhìn xung quanh mới phát hiện Bùi Xuyên không đi học. Đương nhiên, Trần Hổ cũng không tới. Cô rất sốt ruột, sao Bùi Xuyên không tới nhà trẻ? Bối giao hỏi cô Tiểu Triệu, cô nói, mẹ Bùi Xuyên nói bạn ấy không cần đi nhà trẻ nữa, đến tháng 9 sẽ đưa bạn ấy đi học tiền ban luôn. Bối giao trợn tròn mắt. Trong trí nhớ nông cạn của cô cũng có chuyện học tiền ban này. Học tiền ban ở trong trường tiểu học dục bác, cách nhà trẻ khá xa, lại không cùng một hướng. Giống như đời trước, bùi xuyên cuối cùng vẫn không thể học xong nhà trẻ cô tiểu triệu thở dài thương xót cho bùi xuyên nhưng cũng hiểu bùi xuyên không thích hợp học ở đây bởi vì bọn nhỏ đều thấy bùi xuyên đánh nhau trong đôi mắt đen không có chút sắc thái nhìn thế giới một cách lạnh băng cậu điên cuồng cắn chân hổ làm tất cả đứa nhỏ đều sợ hãi tiểu bối giao cực kỳ buồn trên đường triệu chi lan bế cô về nhà cô đều nghĩ chuyện này buổi chiều triệu tú tới gõ cửa cầm theo một miếng bánh kem to bằng nửa bàn tay triệu tú có xương gò má cao mi mắt rất nhỏ, vừa vào cửa đã đặt bánh kem vào trong tay Triệu Chi Lan, sau đó nhéo khuôn mặt nhỏ của bối dao. Bối dao chớp đôi mắt to, nhỏ giọng chào, dì tú. Triệu tú cười nói, vẫn là nhéo mặt dao dao thoải mái. Tới đây để gì xem nào, nghe nói lúc trước cháu bị ốm, sao ốm cũng không gầy đi thế, khuôn mặt nhỏ này vẫn tròn xoe, vừa nhìn là biết có phúc khí. Bối dao quay lại nhìn mẹ theo bản năng. Triệu chi lan mặt đen như đít nồi, thế mà triệu tú còn tiếp tục. Ai z, không giống mẫn mẫn nhà gì, không có nhiều thịt. Tuy rằng mọi người đều nói con bé giống Thường Tuyết, lớn lên sẽ xinh đẹp, nhưng là tôi nhìn giao giao đáng yêu hơn. Triệu Chi Lan ngoài cười nhưng trong không cười, cô cứ nói đùa, mẫn mẫn nhà cô lớn lên sẽ rất đẹp. Nghe được người khác khen phương Mẫn Quân, Triệu Tú vừa lòng rời đi. Thường Tuyết những năm này được xem như là một ngôi sao lớn, đóng rất nhiều phim điện ảnh. Lúc bối giao còn học tiểu học thì rất thích nữ diễn viên này. Năm 1996 này, Thường Tuyết được xưng là ngọc nữ mà gương mặt của Phương Mẫn Quân giống thường tuyết đến bảy phần, nên được gọi là tiểu ngọc nữ. Bối giao cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng mà ký ức ngừng ở năm lớp 3, cô cũng nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Cô chán nản nghĩ, mình thật nhiều thịt, Phương Mẫn Quân đúng là vừa nhẹ nhàng vừa xinh đẹp. Triệu Chi Lan càng tức giận, bản thân bà hơi béo, nên rất sợ bị người ta nói, mà mỗi lần nói chuyện Triệu Tú đều sử thủ đoạn mềm dẻo này để nói. Sinh được con gái giống thường tuyết thì làm sao? Cũng không phải thường tuyết thực sự, Trẻ con mà, vẫn là giao dao nhà bà nhìn đáng yêu ngốc nghếch. Bối Dao nhón chân lấy đi bánh kem ở trên bàn, Triệu Chi Lan nói, mới ăn cơm xong, ăn bánh kem không tiêu hóa được, sẽ đau bụng đấy. Bánh kem kia là bánh kem bơ, hay còn gọi là bánh bơ thực vật. Triệu Chi Lan sót tiền không dám mua, nhà bọn họ trên có già dưới có trẻ, cả nhà toàn người phải nuôi. Ăn sinh nhật Bối Dao cũng chỉ mua trái cây bọc đường, nấu một chén nước đường trứng gà thôi. Mặc dù Bối Dao hơi thèm, nhưng cô vẫn lắc đầu đôi mắt cười cong thành hình trăng non chia ra làm hai mẹ ăn một mẩu một mẩu cho bùi xuyên cô khua tay múa chân làm ra động tác cắt khiến triệu chi lan sửng sốt hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý đúng vậy mang cho cậu bé ấy một phần triệu chi lan cắt bánh ra nhìn con gái còn chưa cao đến cái bàn đang mỏi mắt trông chờ ở bên cạnh thì mềm lòng lại buồn cười mẹ không thích ăn để lại cho con nhé đi chúng ta mang sang cho bùi xuyên trước đã vòng qua chỗ trống của tiểu khu sẽ thấy mấy thửa rau dưa mà các hộ gia đình ở đây trồng. Nhà Bùi Xuyên ở đối diện, hai mẹ con từ một hướng khác lên tầng, gõ cửa nhà tầng 4. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, ngay sau đó bên kia xuất hiện khuôn mặt cương nghị của Bùi Hạo Bân. Ông là cảnh sát, cả người đầy chính khí. Ông nhìn thật cẩn thận, phát hiện hai mẹ con trước mặt rất quen mắt, dường như là ở cùng một tiểu khu, quên mất tên người ta nên hơi xấu hổ. Triệu Chi Lan thiện ý mà giải vây cho ông, cười cười nói, tôi họ Triệu, chào cảnh sát Bùi, con của tôi Giao Giao và Tiểu Xuyên là bạn cùng lớp, nó tới đây đưa bánh kem cho cậu bé. Bùi hạo bân cúi đầu, thấy một cô bé búi tóc hai bên, cô bé mắt to ngập nước, làn da rất trắng. Lông mi vừa cong vừa dài, đúng là cô bé đáng yêu mềm mại. Cô bé hơi sợ người lạ, ngọt ngào gọi một tiếng chú dưới sự hướng dẫn của Triệu Chi Lan. Ngay cả bùi hạo bân, cũng bị cô khiến cho lòng mềm nhũn. Ông cười hiền lành nói, Tiểu Xuyên ở trong phòng, giao giao qua chơi với bạn nhé. Tiểu Triệu, nếu như không chê thì vào nhà ngồi chơi, tôi rót cho cô cốc nước. Không cần không cần, chỉ đưa cái bánh kem thôi mà, cảnh sát bùi bận gì thì cứ làm đi, giao giao đi gặp Tiểu Xuyên, đưa xong liền ra ngay ấy mà. Bối Dao nghe thấy thế thật cẩn thận bưng bánh kem đi theo Bùi Hạo Bân, đi đến phòng của Bùi Xuyên. Bùi Hạo Bân đẩy cửa ra, bên trong là cậu bé đang ngồi ngay ngắn trước bàn luyện chữ. Cậu đang chuẩn bị cho việc học tiền ban. "Tiểu Xuyên, có bạn tới thăm con." Bối Dao khẩn trương mà nhìn Bùi Xuyên phòng cậu lớn hơn phòng cô thiết kế rất đơn giản đồ vật bày biện đến chỉnh tề không giống phòng cô mẹ hay chê là phòng cô giống ổ mèo bùi xuyên quay đầu lại đôi mắt đen nhánh nhìn qua thân ảnh cao lớn của cha thấy cô bé non nớt cô đang bưng cái bánh kem to bằng nửa bàn tay người trưởng thành thấy cậu nhìn qua trong lúc nhất thời không biết có nên cười hay không có vài phần nhút nhát mà đi gần tới bên cậu đôi tay nâng lên cao cao bùi xuyên cho cậu ăn cậu im lặng nhìn cô đây đúng là cô bé không sợ khổ, không sợ khó mà. Lần đầu tiên cô cho cậu máy bay giấy, cậu xe nó đi, còn đánh vào tay cô. Lần thứ hai là đóa hoa sen sáng lạn nhất mùa hè kia, cậu ném lên trên bàn. Lúc này đây là bánh kem, bơ trên bông hoa còn không hoàn chỉnh. Cô thấp thỏm nhìn cậu, ánh mắt vừa trong trèo vừa mềm mại. Cậu nhớ rõ cô bé này còn rất nhỏ, nhỏ hơn mình một tuổi, chắc là sẽ học một năm nữa ở nhà trẻ. Mà anh Thắng sau phải đi học tiền ban, khả năng thật lâu sau sẽ không còn được nhìn thấy cô nữa cậu vươn tay nhận lấy bánh kem cô đang cầm một cách cẩn thận đôi mắt hạnh của cô bé sáng bừng lên như thủy tinh cô dùng đôi mắt nói cho cậu biết cái bánh kem xấu xí này ăn rất ngon ít nhất là nó là thứ cô yêu thích bùi xuyên vẫn không nói với cô một câu nào như cũ cho dù là một câu cảm ơn nhưng mà bối giao cực kỳ vui vẻ cả khuôn mặt tròn vo đều đỏ lên sau đó liền đi theo chú bùi đi ra ngoài đột nhiên cổ áo phía sau bị giữ chặt một cỗ lực đạo kéo cô về phía sau, cô ngây thơ quay đầu lại thấy mắt đen của cậu đang nhìn mình từ trên cao xuống. Bối Giao nhớ rõ Bùi Xuyên ngày đó cũng đánh Trần Hổ như vậy, kéo Trần Hổ qua, sau đó cô che lại cánh tay theo bản năng, đừng cắn cô mà, nếu cậu không thích, cô sẽ không bao giờ tới nữa, cô sợ đau. Cô đang định gọi chú Bùi, thì cậu bé im lặng cho một nắm cho cô vào yếm nhỏ của cô, sau đó buông cổ áo cô ra, ý bảo cô có thể đi rồi. Bối dao sở kẹo trong túi rồi ngẩng đầu nhìn cậu, cậu vẫn không nói gì với cô như cũ, quay đầu lại cầm bút tiếp tục viết chữ. Cậu dùng bút chỉ viết từng chữ từng chữ, ngay ngắn mà hữu lực. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường Triệu Tú, giao giao nhà cô đáng yêu. Triệu Chi Lan, nghiến răng nghiến lợi, không, Mẫn Mẫn nhà cô xinh đẹp. Triệu Tú cười đắc ý, nhiều năm sau, trong lòng Triệu Tú, nói Mẫn Mẫn nhà tôi xinh đẹp đâu. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường Triệu Tú, giao giao nhà cô đáng yêu triệu chi lan nghiến răng nghiến lợi không vẫn là mẫn mẫn nhà cô lớn lên đẹp triệu tú đắc ý mà cười bao nhiêu năm sau nội tâm triệu tú nói mẫn mẫn nhà tôi xinh đẹp đâu